Chị chăm sóc sức khỏe trong thai kỳ là chị có một bản thân mình tự làm hay là có mẹ chị giúp đỡ nữa? Dương cũng nhờ cái sự hỗ trợ của mẹ Dương rất là nhiều. Ví dụ như mẹ ơi nấu cơm, con thích ăn cái món này, thích ăn món kia. Khi mà Dương đi làm, thì đến cái ngày mà Dương đi sanh luôn á, Dương vẫn bon lái xe máy đi đến công ty và đi về, không có ai chở hết. Là nhiều khi mình thèm ăn, người ta có chồng, thì chồng người ta, em thèm ăn cái gì, anh mua cho em nha. Nhưng mà mình thì mình không có được những cái trải nghiệm đó như những người mẹ khác. Cái trải nghiệm của mình là tự đặt điện thoại qua những cái bạn đặt hàng để giao đến đồ ăn đến. Cái đi ra nhận đồ ăn, chị Dương sướng ha, ngày nào cũng 2-3 chặp đồ ăn. Sướng. Sướng ha, kêu em, chị là single mom, tự order, tự chung, tự chi đó em. Chứ không có ai sướng đâu. Mình cũng nói là vui vui như vậy, nhưng mà thật sự ra miệng thì nói vui, mặt thì cười, nhưng mà trong lòng thì mình cũng rất là kiểu như là mình cảm thấy là mình bị tủi thân. Nó trùng cái lòng mình xuống. Đặc biệt nữa, đó là trải nghiệm đi khám thai. Điều đó là cực kỳ kinh khủng đối với Dương luôn. Tại vì vô trong cái đó là cái tuổi thân của mình á, nó còn dâng cả, nó dâng đến họng luôn á. Đã như chỉ muốn chật chào thôi, là bước vô tới bệnh viện là cái nước mắt mình nó tự nhiên nó muốn chảy, mình không có muốn làm gì hết. Bây giờ nhắc lại cũng đang muốn chảy nước mắt nè. Tuổi thân là nhớ là cái khoảng thời gian đó. Tay thì đeo giỏ, tay thì xách hồ sơ, cái tập hồ sơ xanh, sổ sách đó, rồi chạy vô đóng tiền. Mình cái thân bầu bự vậy nè, chạy vô chen vô, lấy số, đóng tiền như người ta. Mình cũng phải làm như người ta, người ta có chồng bầu ngồi đợi, chồng đi vô đóng, còn có mình chen với mấy ông bự bự đó, anh né né cho em vô đóng tiền. Rồi đến khi mà vô gặp bác sĩ hỏi có bị đau chân không, có bị nhức người gì không, có đi massage gì không, kêu chồng dắt đi. Kêu chồng dắt đi. Cái câu đó nó có vẻ đó, như cứ vô lòng vô tình nhờ. Mình biết là bác sĩ không cố ý hết, kêu chồng dắt đi massage đi cho đỡ cái chân. Lúc đó đợt đó là Dương bị sưng chân rất là to, cho nên bác sĩ kêu là đi massage đi cho máu lưu thông, nó đỡ bị phù nề. Thế nói dạ em sẽ để ý. Khi mà chị mang thai đi khám thai vậy thì sức khỏe của bé rất là ổn định luôn hả chị? Thời gian đầu á rất là ổn định, rất là ok. Nhưng mà có một cái khoảng thời gian là Dương nghĩ là chắc là do Dương làm việc quá sức trong cái thai kỳ không có nghỉ ngơi. Tháng thứ 6, tháng thứ 7 thì Dương đi khám, cái lần đó bác sĩ nói là em bé bị xoắn dây rốn, là cái chất dinh dưỡng nó không vào em bé được. Đúng rồi, có nghĩa là em cứ hình dung là cái dây rốn nó thẳng thì cái chất dinh dưỡng đi từ người mẹ đến trẻ nó sẽ rất là thuận lợi. Nhưng mà cái đường ống này nó bị tắc. Giống cái thằng bị dắt lại. Đúng rồi. Bác đưa ra quyết định là bề con muốn ở lại, con theo dõi hay không, hay con muốn về nhà một ngày. Thì Dương mới nói là chị ơi, vậy có cách nào cho xoắn lại không? Gỡ ra. Kiểu như là mình có cách nào như giống như lại, tác dụng vật lý hay là mình đi lại hay là cái gì đó để cho cái dây rốn nó xoắn lại. Tại như nghe nói ví dụ như đẻ không được đi bộ, cái bác sĩ kêu không, cái này con hình dung là dây rốn nó xoắn lại là em bé nó tự nó xoắn, chán thì nó xoắn ngược lại, hoặc là nó giống như là mình đói, giống như em bé đói nó không biết dinh dưỡng thì bắt buộc nó phải tự nó vận động, quay trở và vô tình nó lại mở ra, nó mở ra được. Trời ơi con ơi, hai mẹ con mình đã đi đến tháng thứ 6, thứ 7 rồi, là mình đã đi hơn cả 1/3 chặng đường rồi, còn có chút xíu thôi là mẹ con mình là cùng nhau tung ta tung tẩy đi quẩy rồi. Xin bác sĩ về tối nằm cũng bắt chước nói chuyện với con. Đúng rồi, nói chuyện với con. Em có đặt tên cho nó là Sushi thì tại em thích ăn sushi lắm. Con phải cố gắng để mà mọi thứ, để mẹ con mình còn gặp nhau, rồi mình phải cố gắng để mình còn đi chơi với nhau trong tương lai nữa. Cứ ngồi mình lảm nhảm, mẹ nói sao mẹ không ngủ thì mình cứ lảm nhảm kêu thôi, mà mình không dám nói mẹ cái tình trạng đó luôn. Cái đến sáng hôm sau cũng lo sốt ruột nên đi thẳng đến bệnh viện luôn, sau coi nó quay lại chưa, cũng lo lắm. Thì cuối cùng may hai bác sĩ kêu trời ơi Dương ơi, cái chỉ số nó tăng rồi, Dương nó xoay lại rồi. Trời lúc đó là mừng húm luôn, chứ muốn nhảy lên. Cái này gọi là một cái sự kỳ diệu. Đúng dạ, rồi, khi mà nó lắng nghe được mình, nó lắng nghe được. Giống như cái bạn kỳ trước cũng là nói chuyện với con, kêu con ơi đừng ra nha, đợi ba về, xong cùng ba về cũng vẫn chưa ra luôn. Đó trở nên là con nó biết nghe mình không. Nhờ tham gia cái chương trình này xong em mới mở mang được rất là nhiều thứ. Thí dụ như em có mang thai bé thứ hai, em đè nó ra em nói chuyện nè, nhắn gửi em sẽ nói chuyện. Dĩ nhiên là nó có rất nhiều lý do để trong cái câu chuyện mà dây rốn xoắn lại của mẹ Dương nó được giải quyết, nhưng mà mình cũng tin rằng là cái sự nỗ lực của bạn và con bạn á, nó đã được tương thông với nhau và cả hai bên cùng cố gắng để vượt qua cái điều đó. Tới lúc mà chị dẫn bé đi chơi, đi đẻ đó chị, nhà đi đẻ hai mẹ con đi cùng nhau vậy đó, thì có gì vui không? Trời ơi, đi đẻ là cực kỳ vui luôn. Sáng hôm đó vẫn còn đi làm, và bác sĩ ghi là ngày 22 tháng 6, 23 xong rồi mà quên, tại đi làm bận quá quên. Đến ngày 24 chưa đẻ nữa, lố 2 ngày rồi mà chưa đẻ nữa, tức tóc chảy. Mà chị bác sĩ ơi, cô bác sĩ ơi đi đẻ. Bác sĩ kêu cái gì, đau bụng chưa, có dấu hiệu gì chưa mà đòi đẻ? Chị mới nhào vô đòi đẻ vậy. Nhào vô đòi đẻ. Bác sĩ kêu đâu nằm lên coi, đo huyết áp đi rồi đẻ. Nở có một phân
thôi đẻ luôn đi, nằm hoài nằm một đêm không nở miếng nào hết á. Mấy bà bầu khác nằm lăn qua lộn lại, mình phải bắt cái bầu cầm thỏi đi vòng vòng cái chỗ sạc pin. Đến nỗi mà mấy y tá, trời, đây là bà bầu đầu tiên em thấy là bà bầu có eo, tại cái bụng em lên trước vậy nè. Nhìn đằng sau nhìn tới là hoàn toàn không không thấy, là nghĩ có bạn nhìn nghiêng mới thấy thôi. Thấy người ta hả nằm la liệt nó chỗ rên la, mình cảm giác mình lúc đó làm sao chị? Mình thấy mắc cười với cái trời mình rên vậy không biết làm sao nữa. Chỉ có mình chị đi thôi hả, hay là có ai thêm mẹ đi theo mẹ chị vậy? đi về nhà lấy đồ rồi. Thì khi mà em đẩy vô trong phòng xanh đó vẫn chưa đẻ được luôn, nó cứ nằm như vậy hoài, đến nỗi mà mình phải lên cơn co giật luôn. Mà bác sĩ lúc đó đã tiêm cái mũi gây tê tủy sống vô người mình rồi, đã bấm ối ở dưới luôn rồi, nước chảy ra luôn rồi, là coi như là khô ối trong đó luôn rồi, mà em bé lại lên cơn co giật, cái máy đo tim phải nó chạy tút nghe là báo hiệu nguy hiểm. Bác sĩ kêu chạy vô, chết rồi, ký giấy mổ, người nhà đâu, không có một ai hết, tại mẹ chưa vô. Dương ký được không, tỉnh táo, dạ ký được bác sĩ, đưa giấy đây ký. Sự là đi biển một mình. Dạ đúng rồi. Bây giờ người ta nói là đàn ông đi biển có đôi, đàn bà đi biển mồ côi một mình. Câu đó là em thấy đúng, ơi là đúng với em trường nó hợp đó luôn. Nó đúng với em mọi góc độ. Đúng rồi. Em mới nghe câu này luôn là sao chị? Đại loại như người ta ví cái việc đi sinh của người phụ nữ là đi biển. Đi biển một mình, cái cảm giác đau đẻ nè, hồi hộp nè, rồi chờ đợi con nè, mang thai con nè. Nhưng mà với Dương á thì là coi như là đúng một cách trọn vẹn. Bởi vì chúng ta là đau một mình, nhưng sẽ có những cái người khác chia sẻ, giúp đỡ vòng ngoài. Một mình chị vượt qua vậy thì cảm giác có buồn tủi thân gì không chị? Có khóc lúc đó không có nghĩ tủi thân đâu, tại lúc đó chỉ mong gặp con thôi. Thì cái hồi em bị cận, em đeo len, đến lúc đau đẻ vẫn còn đeo len không tháo ra. Đến đi mổ bác sĩ nhìn vô mắt, à đi mổ mà còn đeo len, rồi nhắm mắt lại luôn nha, đẻ rồi. Đó là câu cuối cùng nghe từ bác sĩ đó. Đầu là cái chuyện chăm bé trong bệnh viện đó chị. Đúng rồi. Dạ. Mẹ Dương thì cũng bận lắm, nhưng mà một phần lo Dương, một phần phải là lo cho hai đứa em ở nhà nữa. Dạ. Thì cái chuyện đầu tiên nó đến với Dương, sáng hôm đó bác sĩ gọi điện là người nhà bế em bé đi chích cái mũi tiêm phòng đầu tiên của bé. Cái chị Dương kế bên có chồng theo, chồng bế em bé đi, mẹ em chưa vô, bóc máy gọi điện thoại mẹ gọi không được. Giờ sao ta quyết định cuối cùng, giờ con mình nằm kế bên chích ngừa, cố gắng mình nắm cái bậu cửa sổ mình ngồi dậy. Đau lắm, trời ơi, không thể nào mà thấu mấy chục ông trời không sao luôn á. Cố gắng là nén cái cơn đau đó đi, tại vì cơ bản thì bác sĩ cũng cho uống thuốc giảm đau. Thiệt sự em chưa bế em bé luôn, đó là cái việc đầu tiên em chưa bế em bé, em không biết bế thế nào. Thì cái chị kế bên chỉ đẻ trước 2-3 ngày gì đó rồi, chị mới bay chị bế em bé, chị kêu ngồi dậy đi, giờ chị đặt em bé vô lòng cho. Dịnh đi từng bước. Lúc đó ra tới thang máy đông quá, đi thang bộ, dịnh cầu thang đi thang bộ, bé em bé xuống tới phòng chích ngừa chích. Lúc đó lên tới là thở oxy luôn đó chị, nằm thở oxy luôn tại vì quá đau. Đến khi mẹ lên rồi mẹ kêu, trời tao không tin là mày bế nó đi chích luôn, mày mới mổ hôm qua. Cái sự mạnh mẽ mà không phải ai cũng làm được, chẳng hạn giống như là em lúc mà em đẻ xong tới khoảng 2 ngày sau, họ trời ơi phải nói là 4-5 người lại đỡ em ngồi dậy, em dậy còn không nổi, em đau quá trời đau luôn, xong em đứng được một bước chân, nó trời giống như là đây là sự tập đi đầu đời của mình. Nhưng cái tôi có một cái sự sốc phản vệ khi tôi nghe cái câu chuyện bên đây, xong tôi bước qua đây có dài tất ôi không mà đau lắm chị. Dạ. Em mổ em tưởng đâu hai cái thân thể mình bị tách rời rồi, xong rồi bác sĩ nối lại cho mình vậy nè, xong cái mình đi mình tưởng đâu cái này nó rớt qua đây á chị. Mà chỉ có thể là từ tối hôm qua mà sáng hôm nay vậy, em nói trời chắc gặp em chắc em lớp đi vậy nè. Dạ. Chăm bé sau sinh sau này thì có gì khó khăn? Cái nỗi niềm của mình là cái việc mình không có sữa. Em bị stress với lại thêm một cái nữa là cái đợt đó em sanh xong cái nó không ra sản dịch, nên bác sĩ mới kêu là cái này bị tắc sản dịch rồi nên phải phẫu thuật nạo tử cung. Nên em vô kháng sinh á, đêm đâu cứ 2 tiếng y tá vô, áo trắng tắt đèn hết vô khều, Dương chích mũi kháng sinh nha. 2 tiếng sau Dương uống liều kháng sinh nha. Đến nỗi mà cái kháng sinh như là em thấy là nó nhập vô trong người mình luôn, thì em bị tắc sữa. Stress có nghĩa là Dương bị là mọi thứ mình đều làm một mình, mà mình cảm thấy mình lạc lõng. Kế bên giường Dương đi, có cái chị đó, chỉ có một anh chồng coi như là soái ca. Ảnh chăm vợ mình, nhìn mình ganh tị, nói mà ảnh chăm vợ ảnh ngủ rồi, con ảnh ngủ rồi, ảnh qua chăm luôn giùm con mình. Trời ơi, đúng rồi chị, em mượn chồng chỉ miếng, em mượn chồng chỉ miếng được không? Có gì cần pha sữa nói anh nha, anh ra anh pha giùm cho, lấy nước sôi nói anh ra anh lấy nước sôi cho, anh lấy 2 bình buổi sáng, em bình, vợ anh bình, con mình khóc, ảnh chạy qua anh kêu em coi chừng nó tè, em ngồi dậy em thay bỉm cho nó đi, kiểu vậy. Ôi tình người bỗng trở nên thấm đẫm trong cái câu chuyện này. Em nghĩ là trời ơi chị này sắt đá mà có gì đâu, trời ơi có sao đâu, chắc chị không muốn gì. Xong cái nghe kể stress là trời ơi, giờ em đang suy nghĩ, nếu là em chắc em chửi banh cái bệnh viện luôn.
trời ơi thằng chồng đau rồi, trời ơi thằng chồng đau rồi. Đúng đó, đau mà chút giận lên những người tạo ra cái điều này. Nhưng mà từ đó thì mới thấy là cái việc làm mẹ của Dương nó vĩ đại. Không cái nỗi đau nào mà ghê gớm mà cái nỗi đau đẻ mổ bị ho. Đúng rồi. Dạ. Ôi ho cái bung chỉ luôn á chị. Mỗi lần mà ai kể chuyện em cười mày nín đi. Mày nín mày đừng kể nữa, trời ơi, cười xong cái chỉ nó giật kìa nè chị, nó tách 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 rồi em tưởng đâu ăn chào ruột, chào gan tim phèo phổi cái chào xuống luôn. Thế thì sau đó những cái ngày mà mình ở nhà với con nhỏ thì sao? Dạ thì cái đó nó lên một cơn stress, lên một tầm cao mới. Đúng. Em không biết cách bế em bé. Mình không có sữa mà nó đói thì nó chỉ bú sữa bình thôi. Thì mình cũng không biết khi nào nó buồn ngủ, khi nào nó đói, nó tức giận rồi nó bị con gì chích, nó bị ngứa, mình không có biết, nó cứ khóc thôi, nó chỉ biết khóc để nó phản ứng lại những cái gì của cơ thể đang diễn ra. Thì em bị stress là trời ơi, bú no rồi, bỉm sạch rồi. Ước đâu, không có gì, con gì cắn hết. Mà tại sao khóc hoài vậy? Mà em cũng bắt chước mấy bà mẹ kia ghê gớm lắm. Cho con ngủ một mình. Không ôm. Trời để nó ngủ đi, tự ngủ chứ bây giờ ôm nó ẩm hơi rồi mốt sao đi làm. Sau này mới biết được là mình bế con lên, nó ngủ bên tay mình luôn. Nó cần cái hơi ấm từ mình. Nó cần mình. Cái đứa trẻ dưới 12 tháng, cái nhu cầu về mặt tâm lý của các con đó là giao lưu cảm xúc trực tiếp, đó là sự sờ chạm, đó là cảm giác an toàn mà đứa trẻ phải cảm nhận được bằng xúc giác của mình. Cho nên cái bế, cái ôm, cái vỗ lưng nhẹ nhẹ, cái vuốt ve của những người chăm sóc con trực tiếp, mà cụ thể đây là bà mẹ và ông bố, nó có một giá trị lớn, vô cùng lớn. Nó không chỉ đơn giản là dừng lại tiếng khóc. Ai thay ca chị chăm sóc, không lẽ một mình chị gồng gánh hết tất cả, một mình chị làm hết tất cả, không ai phụ chị luôn không, hả? Không, cũng có mẹ. Phần lớn thì vẫn cứ là mình thôi. Không biết hát ru đâu nha. Mà mẹ ôm em bé thì mẹ hát ru. Cái mình cũng bắt chước. Cứ à ơi, ban đầu thì mình cứ người lạ ơi cho tôi mượn bờ vai, nó đâu có ngủ. Người lạ ơi xin cho tôi mượn bờ vai, tựa đầu gục ngã vì mỏi mệt quá. Ổn tin hát mà đó luôn chị. Chỉ có bà ngoại là dí dầu cầu dán đóng đinh đóng dán gì đó nó ngủ. Dí dầu cầu giang đông đinh nó cũng học thích đóng đóng vậy đó trời. Bắt đầu cũng biết à ơi, cũng biết cái cò mày đi ăn đêm này kia. Thì bắt đầu nó cũng ngủ. Tự nhiên là mẹ cái mình thay đổi nha. Mình chăm con vậy chỉ có gặp trầm cảm sau sinh hay là buồn bã hay là khóc lóc hay sao không? Khóc rất nhiều anh. Nằm nhìn đứa bé là khóc. Mà con Dương nó có một cái thói quen nó rất là dễ thương. Ngủ phải có tay vịn. Dương hay đưa cái ngón tay cho nó nằm. Dễ thương. Nhu cầu về sự an toàn em. Thì Dương hay chọc nó là hả, Sushi ngủ phải có tay vịn mới ngủ nha. Lúc đó nhìn con, nhìn bàn tay con và lúc đó mình rơi nước mắt. Mình chỉ ước là có một người bên cạnh mình có thể an ủi mình. Chỉ cần một lời nói thôi là mình có thể cảm thấy an lòng. Khi mà chị vượt qua những cái điều đó, chị có cảm thấy là xung quanh mình những lời dị nghị, những lời điều tiếng, rồi con mình, sau này con mình lớn lên chị sẽ phải đối mặt cái nhiều chuyện khác nữa. Đó cũng là cái mình nghĩ. Mình nói là trời ơi, mai mốt lớn lên cái bạn bè nó đi học chỉ mặt nó ơi, thằng này không có cha, người ta kêu con không cha như nhà không nóc, kiểu vậy. Nhưng mà sau này Dương cũng đã chuẩn bị một câu chuyện để sẵn mốt kể nó nghe rồi. Hai mẹ con mình ra đường mặc áo mưa không bị ướt, chứ còn không con ở trong một cái nhà cái nóc lủng hai mẹ con mình vẫn ướt. Trời ơi nghe sâu sắc quá chị ơi. Rồi. Hết vụ đi biển tới vụ này trời ơi nhiều cái mở mang tầm mắt em ghê luôn á.